Xin chào cả nhà đã đến với Nông Nguy Cơ Trong Sang nha cả nhà. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu nhà một con máy cưa Itin 024 à, đề cao, bình xe con bình xăng lớn trong à, bue cao à, bue đầu cao à. Về phần những đời máy này thì nó sản xuất vào năm 1995 hay cả nhà à, 1995. Tem này hơi mờ rồi nhưng mà mình cố mình coi sẽ được ha. Đây đó, 42cc nè, 1995 ha. Đó, thì máy móc bên trong sang thì bao nguyên zin nguyên bản hết đó. Clip này sẽ giải thích cho nhà và quay chi tiết hơn về phần rin là sao, nguyên bản ra sao. Bây giờ mời cả nhà, thì phần lốc này thì nó là rin nguyên bản, chỉ tháo như thế này vệ sinh máy sạch sẽ đó, không rớt đầu, không chẻ lốc, coi như là máy là cái lốc là riêng hết, không giới vô nhà nó. Lốc máy, điện trước, vì đây là bộ hơi đó, mặt bằng lé lên cho cả nhà xem bộ hơi, còn dân ngang nha cả nhà. Đây đó, dân ngang đó, còn dân ngang hết đây. Máy này thì bộ hơi tốt này nha, máy này bộ hơi rất tốt, thùng xăng trắng. Rồi bên này là bình xăng con Itin đó, nguyên bản của cái máy Wombo của hãng Wombo Itin đó. Này là lọc gió, lọc không khí riêng nguyên bản của cái máy. Cái này nó đóng bên trong ha, chẻ ra bên trong mới thấy. Cái này là chụp giật Itin. Đây Itin thì nó bị lỗi chút xíu chỗ này nha cả nhà. Đây nứt nè đó, này ha, nhưng mà xài bình thường không có gì hết, chỉ giật thôi, xài bình thường hết nha đó. Chỗ đó thì bên trong sang bán đồ thì cả nhà đều biết cái gì thì cứ nói trắng trẻ ra hết, dễ buôn dễ bán. Này là cái áo chụp qua đây Itin đi ra quán đây đó. Này Itin này ha, này là ốp lam Itin rin. Này thì phần bô thì bô rin ha cả nhà, nhìn là biết rồi à, bô rin nguyên bản theo cái máy đó. Rồi cái này là phần lam xích, lam thì nó dài 45cm nha cả nhà, mặt cắt là 40. Rồi bây giờ sẽ gấp nhanh con máy này vô và mời cả nhà nghe tiếng máy nổ. Đây là Itin 024 đã được gấp hoàn thành rồi nha cả nhà đó. Bây giờ mời cả nhà xem một lần nữa lại vòng xung quanh, đã gắp vàng áo vô hết rồi cả nhà. Đó. Đó, cái máy này chỉ còn gắp yếm lam với xích và lam là nữa là hoàn hảo. Đó, rồi bây giờ sẽ giật con máy cho nó nổ cái cho cả nhà mình nghe ha, và sau đó là gắp lam xích vô đầy đủ. Công tắc thì dành cho khách hàng nào chưa dùng Itin bao giờ, thì đa số thì nó có 4 nấc, 1, 2, 3, 4. Cái này là sập le là sập le luôn nha cả nhà. Còn cái này là nữa, là như vậy là giật máy chạy luôn. Khi cái máy đã chạy tắt á, mình gặt lên, vì là cái máy nó sẽ chạy ra lớn, mình bóp cái nó là nó nhảy lên. Đó, đây là ra bình thường, gặt lên cái luôn là tắt. Đó, ha. Như vậy là chạy máy đã canh chỉnh ngọt ngào hết rồi. Bây giờ giật là nổ thôi. Tắt bật lên, tắt ha cả nhà. Và cũng đây là luôn, đây là cái trái khế, nhưng mà trái khế này nó là 8 khía nha cả nhà,
Đó, trung bình thông thường thì nó 7 khía thôi, nhưng con này nó 8 khía, nó sẽ đề cái đề tua vô lưỡi á, nó sẽ nhanh hơn một nhịp so với những con máy thông thường. Đó. Quên nói cho cả nhà. Sẵn này nói luôn. Đó, nhớ cái bơm mạnh thì ghê không? Rồi bây giờ sẽ gấp làm xếp vô. Hoàn hảo hết, giật lại con máy nổ lần nữa cho nhà nghe. Đây, hỉ tiên 024 đã được gấp làm xếp hoàn thành rồi nha cả nhà. Đó. Quay cái máy một vòng cho cả nhà xem ha. Đó. Rồi, khách hàng thích những con máy như thế này thì cứ liên hệ góc tay phải cả nhà, số đó của em có Zalo hoặc có thể gọi điện trực tiếp. Rồi, bây giờ mời cả nhà nghe tiếng máy động. Clip đến đây đã kết thúc và xin chào cả nhà, và hẹn cả nhà clip lần sau. Bye bye.